Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sang anh mang quân theo cao châu. Mai mai không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi chơi. Cho đến lúc gian lông bạc đầu.
dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác buôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng châu cao tới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lòng bạc đầu. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác buôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng châu cao tới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lòng bạc đầu. Mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, dọn dàng châu cao tươi kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lòng bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng lòng bạc đầu. Lòng ngất ngây ngàn khúc ca trao lời thiết tha, ánh nắng ban mai như ru tình ta, dáng tân nương thước tha quá mặn khiến ai lòng rối bơ. Bao tiếng cười reo vui nâng rủ ly chúc nhau, một lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên, ruộn gian nơi ca chúc nhau hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt
cho mãi tình yêu này. Sài lòng ngất ngây, ngàn khúc ca trao lời thiết tha. Ánh nắng ban mai như rủ tình ta, dáng tân nương thước tha quá mặn khiến ai lòng rối bời. Bao tiếng cười reo vui, nâng rượu ly chúc nhau. Lòng trăm năm bên duyên, tình là tình yêu thương triền miên. Rung vang lời ca chúc nhau, hát ru tình chúng ta. Chàng đến bên trao nàng chiếc hôn, ánh mắt yêu thương không sao rời xa. Chiếc nhẫn đeo tay có nhau trong đời, sắc son mãi tình yêu này. Ai có nhau trong đời, tình mình bền lâu suốt đời. Kính thưa quý vị, xin ân kính mến, đúng là xa vườn hái quả cao xanh, rồi bổ ra làm sáu, mời anh ăn trầu. Chầu đây chầu ái chầu ân, già ăn trẻ lại, gái ăn đắt chồng. Ăn vào cho má em hồng, cho môi em thắm, để cho chồng em yêu. Và để rồi chim loan phượng trên trời tung cánh, nghĩa phụng đào gắn bó hoa thơm. Để hôm nay chúng ta hãy cùng nhau chúc cho cô dâu chú rể, hãy cùng nhau cười, cười to cười nhỏ trên đời cười xuân. Để rồi bên nay tiên sẽ giáng trần, thăm chàng rể thảo, thăm cô dâu hiền. Kính thưa quý vị, xin ơn kính mến, một chút nắng, một chút gió, một chút bụi đường và kèm theo đó chút thì thầm của hơi thở mùa xuân. Để đưa toàn thể quý vị, chúng ta có mặt trong đại lễ vô quy của hai em chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Và chúng ta có mặt trong đại lễ vô quy của hai em chúng tôi ngày hôm nay không ngoài lý do nào khác mà đều chung một lý do, là để chúc phúc cho đôi lứa trăm năm hạnh phúc, để rồi chúc cho sum họp một nhà, cô dâu chú rể mặn mà tình duyên. Chúc cho hai họ bốn bên, cô dì chú bác trẻ già an khang. Ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ, và ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang. Và khi tiếng nhạc rộn vang báo hiệu đại lễ vô quy, chúc mừng hạnh phúc cho Quỳnh Thơm cùng với Quốc Hoàng chính thức được bắt đầu. Cho phép ekip những người làm chương trình chúng tôi xin phép được long trọng tuyên bố đại lễ vô quy chúc mừng hạnh phúc trong năm cho Quỳnh Thơm cùng với Quốc Hoàng. Tại điểm cầu số 2 hôm trước ấy, tư gia nhà gái chúng tôi xin phép được bắt đầu. Và kính thưa quý vị thân mến, trong giây phút tăng hoa tuyệt vời nhất của chú rể Quốc Hoàng ngày hôm nay đã được đón nhận tình cảm của toàn thể quý vị với những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng lực để chúng ta chúc mừng hạnh phúc trong năm cho em chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể hôn trường, hôm nay phái đoàn gia đình họ nhà trai chúng tôi có đầy đủ các cụ ông, các cụ bà, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè nam nữ thanh niên của chú rể. Hành trình trên một chuyên cơ đặc biệt của hãng hàng không Việt Nam Airlines mang dòng chữ chúc mừng hạnh phúc hoàng tử Quốc Hoàng và cô dâu công chúa Quỳnh Hoa. Kính thưa toàn thể hội hôn,
trong suốt những ngày qua, bốn họ hai gia đình chúng ta cùng nhau chung tay vun đắp xây dựng, chăm lo tổ chức ngày hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay gia đình họ nhà trai chúng tôi có sửa sính lễ, có cây trầu xuống để bái yết ra tiên tổ đường, ra mắt quan viên họ nhà gái và cho phép gia đình họ nhà trai chúng tôi xin đón cô dâu là Quỳnh Thơm về tại gia đình họ nhà trai chúng tôi để tổ chức hôn lễ, lễ thành hôn cho hai cháu. Vậy xin kính mong gia đình cùng quan viên họ nhà gái chấp nhận lễ xin dâu đón dâu của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng các bạn thanh niên, hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhà trai đã đưa lễ vật xuống để xin dâu. Đề nghị chúng ta sẽ mở lễ vật và dâng vào trong nhà để cụ hạnh thắp hương. Xin mời chú rể quốc hoàng đã được sự chấp thuận của bảy đoàn đại biểu họ nhà gái, xin mời chú rể quốc hoàng sẽ cầm một bó hoa để khám cho mình được lên bục sân khấu để hai bên gia đình hai dòng họ sẽ cần chính thức chào và nhận sính lễ vật ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, một sính lễ vật, một nét đẹp văn hóa trong văn tục cưới hỏi của con người Việt Nam chúng ta, một quả kém rất xinh tươi đi mà phái đoàn đại biểu họ nhà trai ngày hôm nay đã bài trí rất chú đáo kỹ lưỡng, mang đến trường đoàn đại biểu họ nhà trai đã cho tới tay vị trường đoàn đại biểu họ nhà gái. Đám cưới em là cô dâu, đám cưới chú rể là ai? Mình sẽ là một gia đình, là cha mẹ tuyệt vời của những bé tươi xinh. Hạnh phúc ta cùng nâng ly. Cầu chúc trên con đường đi. Ngập tràn tình yêu mình chia sát bao vui buồn. Ta bên nhau tới đầu bạc răng long, ngày cưới hạnh phúc. Ngồi viết thiệp cưới mà em như mơ. Ngồi ngắm anh cưới lòng em vui thẫn thờ. Lễ đi vào từng bước, kính mời hai họ bởi nước sơn trầu. Và sau đây là nghi lễ chào dâu để cho hai họ biết nhau nhận người. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về phía gia đình tư gia nhà trai, đó là gần bè yêu quý, thân sinh ra chú rể quốc hoàng. Mà về phía gia đình tư gia nhà gái, gần bè yêu quý, thân sinh ra cô dâu Quỳnh Thơm, trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng hiện diện lên sân khấu để cùng trao vật bất ly thân, đó là chiếc nón cô dâu. Vâng, nón này che nắng che mưa để che cho con cả sớm trường cuộc đời. Xin được trân trọng kính mời người mẹ thân sinh ra chú rể quốc hoàng, cũng như người mẹ thân sinh ra cô dâu Quỳnh Thơm một tuần qua nữa, và sau đó vật bất ly thân này sẽ được đội lên đầu người con gái con dâu yêu quý của mình để thể hiện thân sinh thành luôn gần gũi yêu thương và che chở cho các con. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, xin ân kính mến, niềm vui, niềm hạnh phúc của Quỳnh Thơm và Quốc Hoàng được sự vun đắp che chở của đấng sinh thành, hai người mẹ đã chính thức đại diện cho hai gia đình hát dòng họ cùng trao vật bất ly thân này, đó là chiếc nón cô dâu. Xin được trân trọng kính mời hai bà sẽ cùng bầu vật bất ly thân lên đầu người con gái con dâu yêu quý của mình, và một tràng pháo tay thật lớn thật đồng nhiệt tình quý vị thân biết đâu. Là nghi lễ trao dâu và nhận rể, đặc biệt rằng đấng sinh thành sinh hạ ra cô dâu Quỳnh Thơm này hôm nay giúp hình đóng tình cảm của mình và trao cô dâu Quỳnh Thơm sẽ chính thức là dâu là con các cùng cơ các bà quan viên họ nhà trai. Mà khi cô dâu Quỳnh Thơm trở về ngày chồng vẫn còn lạ nước lạ nôn, rất mong muốn được sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các cùng cơ các bà quan viên họ nhà trai. Xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của hai người mẹ rất nhiều với nghi lễ trao dâu nhận rể. Trân trọng cảm ơn hai bà. Nhìn con cha mẹ tình cười trong lòng phấn khởi cuộc đời nở hoa, và chúc vui đón họ hai nhà cầu chúc hạnh phúc bạn bà thủy chung. Một món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm thân yêu của cha mẹ đã dành dụng chất chiêu để ngày hôm nay là món quà trao cho các con. Cha mẹ chúc
cho các đời trăm năm tình viên mãi, bạn đời nghĩa phụ thề, và chúc mối hòa tình cảm của cha của mẹ chúng con xin hứa, xin chọn một đời ăn ở trước sau, kể cả cơm cá cơm rau, chúng con xin nguyện bên nhau chọn đời, dù cho vẫn có đời sau có rời, thì chúng con xin nguyện chọn đời thủy chung. Và xin quý vị cùng đồng một tràng tay thân lớn và đồng nhất để chào mừng nhau thì con chỉ thắng làm đôi, và ngày hôm nay cùng thân liên xe hoa về với nhà chồng. Vân người chị gái chị Thị Hương cũng đã có món quà hết sức ý nghĩa để trao cho các em. Xin được đến lời chúc ông chú gì cảm ơn tình cảm của chị gái rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và hai người em gái yêu quý của cô dâu Quỳnh Thơm đó là Trịnh Nhàn và Trịnh Thanh, xin được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng trở lên sân khấu trao quà kỷ niệm cho chị gái cũng như anh rể của mình. Và với những món quà hết sức ý nghĩa của toàn thể quý vị trong đài tôn giáo gia đình nhà gái ngày hôm nay, chúng ta đã trao tặng để chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho hai em chúng tôi. Và tôi gì chúc bác cộng mở anh em bạn bè của Quỳnh Thương, chúng ta những ai có những phần quà hết sức ý nghĩa của mình cũng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng trở lên sân khấu để trao quà kỷ niệm chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho em chúng tôi ngày hôm nay. Quý nhân đại diện cho nhóm phóng viên sẽ cùng chuẩn bị máy ghi hình của mình để ghi bức hình đẹp nhất của đài tôn giáo gia đình nhà gái. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cùng toàn thể hôn trường, trăm năm chọn lấy một ngày chỉ có giờ này đẹp thôi. Đẹp trời, đẹp đất, đẹp mây, đẹp hai lối cỏ hàng cây ven đường. Hôm nay thơm bước theo chồng về ngôi nhà mới có người chồng yêu, và giờ lành tháng tốt đã đến. Tôi thay mặt cho gia đình họ nhà trai xin kính mời các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác và bạn bè của cô dâu cùng dẫn cháu cô dâu Quỳnh Hương về tại hôn trường gia đình họ nhà trai chúng tôi để dự tổ chức đại lễ thành hôn cho hai cháu. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng quan viên họ nhà gái đã đón tiếp gia đình quan viên họ nhà trai chúng tôi thật là nhiệt tình, nồng nhiệt và chú đáo. Cuối cùng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính mời. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tình truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô anh khớp đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Chỉ giàu cầu vàng mà đóng đinh anh
anh sẽ đưa em đi về Vinh, anh hứa yêu em mãi chung tình. Cầu tre gặp gần mà khó đi, anh sẽ dắt tay em nhiều đi, ô dù qua xa từ đây hết ê. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó có anh lo. Chính là duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy. Duyên đã đẹp đôi thế, nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay, mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy. Gặp được người hiểu nhau, môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh, ngay từ giây phút này ta sẽ đi với nhau, phiêu du đến cuối chân trời. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Hạnh phúc đó em sẽ mãi có, mọi gian khó cứ để anh lo. Trời đã ban duyên, kiếp này chẳng có kiếp sau, mình đừng lạc mất nhau nhé em. Ta sẽ yêu mãi yêu, rồi ta sẽ thương mãi thương. Anh xin hứa trọn đời sẽ nguyện mãi mãi chỉ có em thôi. Hạnh phúc trăm năm, pháo hồng ngày mình kết đôi. Ta trọn vẹn chữ duyên nợ thôi. Duyên, cuộc đời này mấy khi gặp được người thích như vậy. Duyên đã đẹp đôi thế, nợ cùng sẽ có thôi. Vậy thì hãy nắm tay, mình cùng xây đắp tương lai. Em chờ ngày chi, đừng nhiều nghĩ suy. Gặp được người hiểu nhau, môi sẽ luôn nở nụ cười. Hãy nắm chặt tay anh, ngay từ giây phút này. Tập quán đất lề quê thói, đây là một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cô dâu chú rể sẽ có một chiếc túi đầu thật sâu đồng hành để ra mắt toàn thể dây đôn. Và cho phép những chương trình chúng tôi xin trịnh trọng được tuyên bố buổi lễ đại hỷ trước năm hải phúc của chú rể Quốc Bằng và cô dâu Quỳnh Thơm xin phép được bắt đầu. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn và thật nhiệt để cùng chúc mừng. Xin mời hai em sẽ cùng an tọa chiếc ghế của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi trẻ yêu nhau. Và có lẽ ngay sau đây cho phép ban tổ chức của tôi trân trọng kính mời và được giới thiệu sự hiện diện của ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ tộc nhà gái. Vâng, và cũng như sự hiện diện của đại diện gia đình họ tộc nhà trai. Hai bác cùng nắm tay nhau, bắt tay nhau cùng bước lên đài hoài phúc để có đôi lời phát biểu ý kiến và làm thủ tục trao dâu và nhận rể. Xin đội trưởng không quên dành cho hai ông trưởng đoàn một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón. Kính thưa các ông các bà, kính thưa các anh các chị thân bằng quyến thuộc của hai họ nhà trai nhà gái. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự đồng thuận của hai họ hoàng tộc, trịnh tộc và hai gia đình cô dâu chú rể, tại nhà trai đã tổ chức chính thức tổ chức hôn lễ cho hai cháu lên vợ lên chồng. Thay mặt họ nhà gái, thay mặt cho bố mẹ cô dâu, thay mặt cho trịnh tộc của chúng tôi ở dưới Nghiêm Túc, chúng tôi xin gửi lời chào tới họ nhà trai, tới các cụ các ông các bà
thân bằng quyến thuộc gửi lời chào tới hội bốn ngày hôm nay. Tôi xin thay mặt cho trình tộc dưới nghiêm túc xin chúc mừng hai ông bố, hai bà mẹ đã sinh thành dưỡng dục hai cháu đủ khôn lớn để hôm nay thành vợ thành chồng, báo hiếu và xây dựng tổ ấm, kế tục truyền thống dòng dõi của trịnh tộc và hoàng tộc. Và nhà gái chúng tôi xin cảm ơn và gửi lời trân trọng nhất tới họ nhà trai trong suốt quá trình làm các thủ tục, thực hiện các thủ tục ăn dạm ngõ, ăn hỏi, xin cưới, xin dâu đã thực hiện với tình cảm trân trọng và nồng ấm nhất. Chúng tôi xin tiếp nhận tình cảm chân thành đó và xin cùng với họ nhà trai sẽ tiếp tục vun đắp cho hạnh phúc của các cháu trở thành tổ ấm. Chúc các cháu được trăm năm hạnh phúc, gia đình tình vợ nghĩa chồng được nồng thắm. Xin chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai. Xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà và hội hôn họ nhà trai. Xin hết lời xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu ý kiến, vâng, rất là ngắn gọn, xúc tích và ngọc thân thương chiều mến, trao dâu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ tộc nhà gái. Cho phép ban tổ chức cháu được tóm tắt cái ý kiến của bác thông qua cũng như là những thông điệp để căn dặn cho cô dâu chú rể đạo làm con giữ tròn chữ hiếu, nghĩa vợ chồng chung thủy trăm năm. Một lời bằng cả vạn lời, bác đã thay lời mẹ cha nói lên những tình cảm thiết tha ân tình. Bác mong cho dâu Thảo dễ hiền, vững vàng căn đảm thì sẽ duyên mật nồng, sống sao cho đẹp nghĩa vợ chồng, được lòng trên dưới mới đẹp lòng mẹ cha. Mà thông gia thì phải biết dựng lề vợ, bên thì nhận rể, thời thì nhận dâu, để xứng danh quan viên hay họ bốn nhà, để vẹn tình chất lạ sâu quen. Nhà gái chúng ta bắt hiểu rồi, nhà trai cũng có đôi lời để cảm ơn. Ban tổ chức cháu cũng xin trân trọng kính mời lời phát biểu ý kiến đáp từ nhận dâu của ông trưởng đoàn đại diện gia đình nhà trai chúng tôi. Xin quý vị không quên dành cho bác một tràng pháo tay thật lớn nhé. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng quan viên bốn họ hai nhà, trong đầm đẹp nhất hoa sen, hội hôn đẹp nhất trịnh thương quốc hoàng, trăm năm chọn khó một ngày chỉ có giờ này đẹp thôi. Đẹp trời, đẹp mất, đẹp mây, đẹp trời, đẹp đất, đẹp mây, đẹp hai lối cỏ hàng cây ven đường. Hôm nay thơm đã theo chồng về ngôi nhà mới có người chồng yêu. Kính thưa toàn thể hội trường hội hôn, vừa rồi là một vị đại diện cho gia đình quan viên hội nhà gái đã có lời phát biểu. Xin trao cô dâu Quỳnh Thơm cho chú rể và gia đình họ nhà trai chúng ta. Tôi thay mặt cho gia đình chính thức công bố giờ này cô dâu Quỳnh Thơm chính thức là vợ của chú rể Quốc Hoàng và là con dâu của ông bà Tân Lập và là cháu rể của quan viên họ nhà trai chúng tôi, và cháu rể Quốc Hoàng cũng là chồng của cô dâu Quỳnh Thơm, là con dâu chú con rể của ông bà Kỳ Cúc và cháu rể của các cô quan viên họ nhà gái chúng ta. Tôi xin kính mời các cụ, các ông, các bà cùng quan viên bố nội ra hai gia đình chúng ta cùng mời chầu, mời nước, xơi nước và chúc phúc hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Vậy xin kính trọng kính mời và cảm ơn. Vâng, và một lần nữa chúng cháu xin chân thành cảm ơn hai lời phát biểu ý kiến đáp từ trao dâu và nhận rể của hai bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên này họ bốn nhà cũng như thân sinh của mẫu gia chú rể Quốc Hoàng và cô dâu Quỳnh Thơm ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, vâng, xin mời hai bác sẽ trở lại bàn tiệc trà để tiếp tục cùng có những lời chia sẻ vun vén xây đắp hạnh phúc cho năm cho cô dâu và chú rể. Chúc cho hai bác trưởng đoàn luôn mạnh khỏe, trẻ mãi không già, con cháu trong nhà cứ mạnh khỏe và làm ra, và chúc cho tình thông gia của hai bên gia đình sẽ luôn luôn gắn bó keo sơn. Thưa quý vị thân mến, vị ngọt ngào của những chiếc bánh tình yêu của hai em nó biểu tượng như một tình yêu nồng cháy và vị tha đậm đà của cô dâu và chú rể. Anh sẽ nguyện làm người chồng yêu quý nhất của em, là hậu phương vững chắc để cho cô dâu chú rể cũng như cô dâu Quỳnh Thơm tựa vào và chú rể trong suốt cuộc đời.
Và kính thưa quý vị, rượu là biểu tượng minh chứng một tình yêu nồng cháy, trắng như pha lê, màu hồng là một màu vàng nồng cháy, màu trắng là màu tinh tuyền của tình yêu hai em ngày hôm nay. Hai em sẽ tiếp tục cùng nắm tay nhau di chuyển về tháp ly tình yêu. Trên sân khấu chúng tôi đã sẵn sàng cho hai em, chú rể quốc hoàng của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn sẽ thể hiện mình là một người đàn ông đích thực, đích men nó mù on, là điểm tựa, chỗ dựa vững chắc cho người vợ yêu quý, cũng như một ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ một lâu đài tình ái mà em thầm ao ước. Xin quý vị một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng. Từng giọt rượu đang chảy xuống, đó là một màu trắng tinh tuyền, một màu hồng thật là nồng cháy. Chia sẻ mật mùi cùng cô dâu chú rể trong ngày đại lễ thành hôn hôm nay. Và kính thưa quý vị, nếu em là một chén rượu đầy, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu em là một chén rượu cay, thì anh xin nguyện uống say suốt đời. Và kính thưa quý vị thân mến, hồi hôn còn là những bàn tình ca chúc mừng. Phòng cưới hôm nay đẹp lắm rồi, mừng cho dâu rể đã được ở bên nhau. Phòng cưới hôm nay rực ánh hoa, khói thuốc lá quyện hương trà, bốn họ ở nhà mừng phấn khởi, mừng cho đôi lứa buổi đầu tân hôn. Bằng một tràng vỗ tay thật lớn của quý vị nữa. Và kính thưa toàn thể xin ôn thân mến, nhớ câu uống nước thì phải nhớ nguồn, mà no cơm ấm áo phải nhớ ơn sinh thành, ơn mẹ cha xưa như Lam Hải, ơn mẹ cha tựa giải Trường Sơn. Sinh con ra nuôi con khôn lớn, xây dựng gả chồng là trách nhiệm bổn phận của những người cha người mẹ. Và ngày hôm nay đây, hai con thật hạnh phúc được chung tay nâng ly rượu tạ ơn cha mẹ, tạ ơn hai bác trưởng đoàn cùng sáu ly rượu ở phía dưới ban tổ chức chúng con đã sắp sẵn. Và là xin mời chú rể sẽ nâng ly rượu, mời bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, cô dâu sẽ nâng ly rượu, mời bác trưởng đoàn đại diện gia đình họ tộc nhà trai. Và cháu xin mời hai bác sẽ cùng ly ạ. Và xin quý vị có thể dành cho hai bác trưởng đoàn một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình rất nhiều. Và kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể một hôn thân mến, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho đôi trẻ yêu nhau. Và ngày hôm nay đây là ngày phúc nhất, trọng đại nhất của hai người con thân yêu. Vâng, đó là chú rể quốc hoàng thì là người cha người mẹ gia đình họ tộc nhà trai chúng tôi. Cho phép ban tổ chức cháu trân trọng kính mời vừa được giới thiệu người cha thân yêu của chú rể quốc hoàng, đó là ông Hoàng Xuân Lập, và người mẹ thân yêu bà Trần Thị Tân, cùng đại diện gia đình họ tộc nhà gái ông Trịnh Văn Kỳ. Và có lẽ là đi đưa dâu cùng với người con gái yêu quý cùng trở về phía sân khấu để các con dâng rượu tạ ơn. Xin trân trọng kính mời quý vị có thể dành cho người cha người mẹ của chú rể quốc hoàng một tràng vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin mời hai em sẽ dâng ly rượu và tạ ơn, mời người cha người mẹ yêu quý cũng như đại diện gia đình họ tộc nhà gái. Vâng, thật là tuyệt vời, thật là ấm cúng với tình cảm sự hiện diện rất là đông đủ của tất cả quý vị nơi đây. Và xin quý vị hãy dành cho người cha người mẹ đại diện gia đình của chú rể cũng như cô dâu một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng.
Và có lẽ là xin mời cô dâu chú rể hai em sẽ nâng hai ly rượu ra bôi cùng bước lên đài hoa hạnh phúc của mình để tiếp tục những nghi thức ngày hôm nay. Xin mời người cha người mẹ của cô dâu chú rể sẽ trở lại vị trí bàn trà của mình ạ. Kể từ giây phút đó, người đó là vợ, là chồng của nhau. Vâng, có lẽ là em Hoàng sẽ chọn là chiếc nhẫn tình yêu của mình ra đi ạ. Vâng, có lẽ là Hoàng muốn nói điều gì đó với cô dâu Quỳnh Thơm không em? Có lẽ là vâng, em Hoàng đang rất là bỡ ngỡ. Em chọn chiếc nhẫn tình yêu của em và đeo vào ngón tay sắt út của người vợ yêu quý nhất, đó là cô dâu Quỳnh Thơm, và nói với cô dâu rằng: em ơi, hãy nhận chiếc nhẫn tình yêu của anh làm bằng chứng, chứng minh cũng như những lời hứa hẹn, anh sẽ là điểm tựa vững chắc cho cả cuộc đời em. Có được không em? Được ạ. Trước hết thì con xin phép là cảm ơn các cô, các ông, các bà và các cô, các bác, hai bên gia đình đã trước là đến giúp đỡ và chung vui cùng gia đình con xin cảm ơn ạ. Hay quá. Sau thì con xin cảm ơn bố mẹ con và bố mẹ của vợ con đã sinh ra và nuôi cho con đến bây giờ, thì con cảm ơn bố mẹ. Vâng, có lẽ là thật là tuyệt vời với những lời thật là thiết thực của nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay. Quốc Hoàng cảm ơn người cha người mẹ đã thân sinh của mẫu gia chú rể, cũng như là người vợ yêu quý đó là cô dâu Quỳnh Thơm xinh xắn nhất ngày hôm nay. Và bây giờ giây phút này đây là giây phút trang trọng trọng đại nhất của em. Em hãy chọn chiếc nhẫn tình yêu của em ra và đeo vào ngón tay sát út của người vợ yêu quý nhất của mình, đó là cô dâu Quỳnh Thơm. Vâng, xin quý vị hãy dành cho Quốc Hoàng một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Có những niềm vui hạnh phúc thật là tuyệt vời. Vâng ạ, trong những cảm xúc cô dâu cũng vậy, em hãy chọn chiếc nhẫn tình yêu của em ra và đeo vào ngón tay sát út của người chồng yêu quý nhất của mình, đó là chú rể Quốc Hoàng. Anh ơi, hãy nhận chiếc nhẫn tình yêu của em. Em sẽ là một người vợ hiền, sâu thảo, là người mẹ của những đứa con và ngôi nhà hạnh phúc của hai chúng mình. Và xin quý vị không quên dành cho cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn ạ. À, bây giờ xin mời em sẽ cùng nâng ly rượu ra bôi lên và sẽ quay mặt với nhau đủ 37 độ 5 và uống một ly rượu ra bôi tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa phù đề. Một tràng pháo tay lớn quý vị ơi. Và có lẽ là những lời cảm ơn của em Quốc Hoàng mà em cảm ơn rồi, thì bây giờ em sẽ thể hiện mình đi, thực hiện. Em sẽ là một người đàn ông đích thực, đích men number one, là một chỗ dựa, điểm tựa vững chắc cho người vợ yêu quý nhất của mình, đó là cô dâu Quỳnh Thơm. Em có muốn trao cho cô dâu một nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào, đậm đà, vị tha của người chồng. Quý vị có đồng ý cho cô dâu chú rể trao cho nhau một nụ hôn tuyệt vời nhất ngày hôm nay không ạ? Nếu mà đồng ý thì cho Quốc Hoàng một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, xin mời hai em ạ. Vâng, bây giờ Hoàng biết chỗ nào eo nhất, đẹp nhất của người con gái rồi. Vâng ạ, quê hương Thanh Liêm chúng ta, Quỳnh Thơm. Vâng. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn ạ. Có lẽ là, vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu chú rể rất nhiều đã đem lại những giây phút, những khoảnh khắc thật là tuyệt vời, ý nghĩa ngày hôm nay. Xin mời hai em tiếp tục cùng an tọa chiếc ghế của mình. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông đâu gầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín không cha. Hãy
gì cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ ơi, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ buồn, lên mắt mẹ nghe con. Và xin quý vị một tràng tay thật lớn nhất các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều. Và cùng toàn thể bốn họ hai gia đình chúng ta, hôm nay là ngày vui, ngày hạnh phúc nhất của hai cháu Quốc Hoàng và Quỳnh Thơm. Suốt từ mấy ngày hôm nay tôi lúc nào cũng vui, vui từ ngã bảy ngã ba, vui từ trong ngõ vui ra, vui về. Đêm qua tôi vui quá không ngủ được thì tôi cũng tự sáng tác mấy bản thơ. Không có điều gì không hay thì cũng mong hội hôn ta nghe tạm. Liêm cần liêm túc ta ơi, cùng nhau hội tụ về đây chúc mừng. Mẹ cha dưỡng dục sinh thành, ông Tơ bà Nguyệt che duyên chỉ hồng. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng quản đường xa, lên rừng xuống biển miễn là có thơm. Ta về thưa với mẹ cha, để cho ta được làm con một nhà. Quốc Hoàng cùng với Quỳnh Thơm tâm đầu ý hợp nên duyên vợ chồng. Từ nay anh có em rồi, cùng nhau sánh bước về chung một nhà. Ngày này hoàng đợi đã lâu, hôm nay thỏa nguyện ước mong bao ngày. Đêm nay má ấp môi kề, chung giường chung gối đắm say tình nồng. Xuân qua anh mới gặp Thơm, xuân này anh đã làm chồng của em. Sẽ rồi kế tiếp xuân sau, một chàng hoàng tử nối ngôi ra đời. Anh ơi em muốn nhiều con, giống cha giống mẹ cho nhà đông vui. Hoàng cười thủ thỉ với Thơm, Thơm ơi em muốn việc này để anh. Trong nhà đầy ắp tiếng cười, trăm năm hạnh phúc suốt đời bên nhau. Vợ chồng con cháu thuận hòa, dâu hiền để thảo đẹp lòng mẹ cha. Công tác xã hội gia đình sao cho chu đáo vẹn tình cả hai. Cảm ơn cha mẹ Hoàng Thơm sinh ra hai cháu có ngày hôm nay. Cảm ơn bà Nguyệt ông Tơ kết duyên hai cháu nên duyên vợ chồng. Cảm ơn bốn họ hai nhà. Mời chầu xây nước cho tiệc này thêm vui. Cảm ơn. Vâng, xin thành cảm ơn bác Trường Hằng đại diện gia đình nhà trai rất nhiều. Bác thức có một đêm thôi mà những vần thơ của bác thật là dài, thật là tuyệt vời ý nghĩa. Vâng, đúng xứng danh Quốc Hoàng và Quỳnh Thơ ngày hôm nay là ngày đẹp nhất của cô dâu chú rể, bà nội của chú rể Quốc Hoàng. Dù tuổi cao nhưng sức bà không yếu, bà cũng dành dụm chắt chiu một món quà mang đầy ý nghĩa, tâm tư từ sự gửi tới cho hai cháu ngày hôm nay. Các cụ chúng ta thường nói, có thực thì mới bừng được đạo. Món quà đầu tiên của bà nội, xin trân trọng kính mời sự hiện diện của bà nội của chú rể Quốc Hoàng. Xin đội trưởng hãy dành cho bà một tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cô chào đón. Xin mời cô dâu chú rể, hai em ấy cùng đứng dậy để nhận món quà tuyệt vời ý nghĩa của bà nội ngày hôm nay. Hai em là cứ phải đẻ con gái trước cho chú Lộc cô Tân chắc chắn. Xin kính thưa toàn thể các cụ và toàn thể hội hôn, hôm nay ngày vui của hai cháu thì tôi cũng có sáng tác mấy văn thơ và mấy lời dặn dò hai cháu. Tu qua đông đến xuân về, trăm hoa luôn nở đón mừng ngày xuân. Đào mai khoe sắc đưa hương, gia đình hạnh phúc vui nào vui hơn. Hôm nay ngày tốt tháng lành, họ hàng nội ngoại bạn bè gần xa, chúc mừng ngày lễ vu quy. Hoàng Thơm mãi cháu nên đôi vợ chồng, thỏa lòng mong ước của bà, chúc cho hai cháu mãn chiều trăm năm. Dâu hiền dễ đảo chớ quên, chữ trung chữ hiếu nêu cao hàng đầu. Anh em trên kính dưới nhường,
cuối năm chúc tặng cho bà thằng cu. Vâng ạ, bà lại thích thằng cu rồi ạ. Vâng ạ, cảm ơn bà rất nhiều. Mỗi những món quà thật là tuyệt vời, ý nghĩa của bà nội lại có những vần thơ tặng cho các cháu ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn bà, chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn trường thọ, là cây cao bóng cả, che chở con cháu họ tộc hai bên gia đình. Và kính thưa quý vị thân mến, núi cao phải có đất bồi, con người có lớn phải có người sinh ra, sinh con ra nuôi con khôn lớn, xây dựng gà chồng là trách nhiệm bổn phận của những người cha người mẹ. Và cộng tác cùng với những bổn phận đó thì người cha người mẹ ngày hôm nay của chú rể Quốc Hoàng, thân sinh phụ mẫu ra chú rể, cũng có một món quà trao tặng cho hai con để làm quà lưu niệm. Trân trọng kính mời sự hiện diện của vâng người cha người mẹ thân yêu, thân sinh ra chú rể Quốc Hoàng cùng bước lên đài hoài phúc trong ngày đại lễ thành hôn của hai con để trao cho hai con để làm quà lưu niệm. Xin quý vị không quên dành cho thân sinh phụ mẫu ra chú rể Quốc Hoàng một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị thân mến, với những món quà thật là tuyệt vời, ý nghĩa thiết thực của người cha người mẹ đang trao cho hai con ngày hôm nay, hai con xin nguyện khắc ghi công ơn nghĩa mẹ, vâng, đời đời bên nhau. Và kính thưa quý vị thân mến, cũng như để cho những người anh, người em, ruột, khúc ruột trên, khúc ruột dưới, cũng như tình anh chị em, cô dì chú bác, bà con lối xóm ngày hôm nay về đây đã và đang chuẩn bị có những món quà thật là tuyệt vời ý nghĩa trao tặng cho cô dâu và chú rể. Xin quý vị không quên dành cho đại gia đình nhà trai chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Hai người em trai của chú rể Quốc Hoàng, vâng, có lẽ là ba, vâng, ba người em trai, vâng ạ, ba em trai rất là cao to lại cũng đẹp trai nhá. Đấy, đúng ạ. Còn mấy em nữa đâu, lên sân khấu để trao tặng cho anh chị những món quà thật là tuyệt vời ý nghĩa, tình anh chị em khúc ruột trên khúc ruột dưới ngày hôm nay ạ. Quý vị thấy bên gia đình nhà trai chúng tôi có mạnh không ạ, có khỏe không ạ? Thầy nói là toàn là tuyệt vời đúng không ạ? Không biết ba em đang thủ thỉ nhỏ to gì với anh với chị dâu đây. Mọi người cho gia đình nhà trai chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng ạ. Em út, em trai út. Em trai út là giống mẹ đấy. Giống mẹ là có rất là xinh trai. Vâng ạ, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn nhé. Vâng, xin cảm ơn ba em nhé. Vâng ạ, với những món quà là đến từ các ông, các bà, cô dì, chú bác bên đằng ngoại ạ. Có lẽ là cho phép ban tướng cháu chưa nhận được thông tin thì trân trọng kính mời giới thiệu chung. Vâng ạ. Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, lời ca thì tiếng nhạc tưng bừng, mừng cho hạnh phúc hai bạn hôm nay. Vừa rồi là những ý thức rất là tuyệt vời ý nghĩa. Nhưng mà có lẽ là tôi muốn giới thiệu với tất cả hôn trường nán đọng lại 5 phút cho bạn anh Tân. Anh Tân là hát tặng cô dâu chú rể một bài hát. Anh Tân nào nhỉ? Anh Tân đẹp trai đấy á. Ui dạ, tưởng ai. Anh Tân này anh ấy rất là đẹp trai. Đấy. Mà mượn tiện thể cái sân khấu đây mời tất cả mọi người có rảnh rỗi thì qua karaoke Thiên Tân mặt đường 42 nhé. Em cảm ơn. Bài hát hơn cả yêu. Mời anh Tân đẹp trai lên sân khấu. Cháu xin phép chào tất cả các ông bà cùng toàn thể hội hôn. Cháu xin được hát một bài để chúc cho hai em hoàng thơm. Anh đã có em đây rồi, cùng em đi
thay mặt cho họ nhà gái. Không những bản thân tôi mà tất cả các thành viên họ nhà gái đều muốn nói lên cái cảm xúc của cái buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Duyên kiếp ba sinh cho hai cháu Quốc Hoàn và Quỳnh Thơm được gặp nhau, hôm nay chính thức lên vợ thành chồng. Trịnh tộc chúng tôi chính thức nhận được rể quý và hoàng tộc chính thức nhận được dâu hiền. Biết ơn bố mẹ đã sinh thành, chúc mừng hai ông bố hai bà mẹ đã dưỡng dục, và chúc cho hai cháu cũng trở thành những người bố người mẹ đầy tình yêu thương và mẫu mực. Kể từ đây, hai gia đình chúng ta, hai họ chúng ta kết thành thông gia và cũng sẽ cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc của hai cháu sao cho thật đầy đặn, trăm năm hạnh phúc. Qua đây, chúng tôi một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới gia đình họ nhà gái, và chúng tôi tin tưởng rằng trịnh tộc chúng tôi gửi gắm con gái của chúng tôi vào gia đình hoàng tộc ở trên Liêm Cần này, chúng tôi cũng yên tâm và cũng là bước đầu để cho các cháu có thể xây được, dựng được hạnh phúc dài lâu. Và chú, bà và các ông thì đã dặn các cháu rồi, nhưng mà chú xin dặn hai cháu một câu thật ngắn gọn: nhất cần thiên hạ vô nan sự, bách nhẫn đường trung hữu thái hòa. Một chữ cần cù, không có việc gì trong gia đình không khó. Một chữ nhường, chữ nhịn, gia đình lúc nào cũng êm ấm thái hòa. Xin cảm ơn họ nhà trai, và chúng tôi họ nhà gái xin cùng với họ nhà trai kết thành thông gia và vun đắp cho hạnh phúc tròn trọn đời mãn kiếp cho hai cháu. Xin chúc các cháu sớm nở được quả phúc để làm vui lòng các ông, các bà, các bố, các mẹ của hai họ hoàng tộc và trịnh tộc. Xin cảm ơn. Vâng ạ, một lần nữa chúng cháu xin cảm ơn bác trưởng đoàn đại diện gia đình nhà gái, và cũng xin cảm ơn những lời căn dặn và lời vàng ý ngọc của đại diện gia đình nhà gái ngày hôm nay. Vâng, kính thưa các cụ, kính thưa toàn thể xin ôn thân mến, vì điều kiện đường xá xa xôi cũng như là vâng thời gian không cho phép những cái làm chương trình, chúng tôi đỡ lời cho hai bên gia đình xin trịnh trọng được tuyên bố buổi lễ đại hỷ cho năm hạnh phúc của Quốc Hoàng và Quỳnh Thơm vâng được khép lại tại đây. Xin kính chúc cho đoàn đại biểu gia đình nhà gái lên đường được thuận lộ bình an. Em bên anh nồng nàn đôi môi.
thì thầm muốn nói với em, em đẹp nhất đêm nay. Nhân với gió hay bao trăng sao, ta thèm một lần sánh đôi bên nàng. Bước xuống phố hay lên thiên thai, tim này thật thà muốn nói với em, em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước như sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Cô sang em hiền lắm, có nét môi thật duyên, có tiếng ai thì thầm, ôi em đẹp nhất đêm nay. Hãy để anh dìu bước như sáng hay hoàng hôn, đừng hỏi vì sao, vì em đẹp nhất đêm nay. Vì em đẹp nhất đêm nay. Vì em đẹp nhất đêm nay. Vì em đẹp nhất đêm nay.